Buổi chiều mình đi chân bò các bạn. Cột nó đứng suốt buổi sáng giờ rồi. Bây giờ cho mấy con bò nó đi dạo, tận dụng cái nguồn cỏ tự nhiên bên ngoài cho con bò nó ăn. Ở chỗ mình người ta thường cột hoặc thả bò. Mình đang cho bò lên cánh đồi. Lấy tay ngắt cọng rêu ngò, thấy em gái nhỏ chặn bò anh thương. Lấy tay ngắt cọng rêu mương, bò em chặn anh thương làm gì. Trên cái đồi keo sau khi người ta khai thác xong, trải qua những cái đợt mưa tháng 8, tháng 9 này, những cái đợt mưa nhiều đó các bạn. Những cái bụi cỏ, những cái vùng ngủ rêu bở mọc lên xanh mướt. Dưới này là những gốc keo nè các bạn. Trên cánh đồi này không thấy bóng dáng cô bé chân bò đâu. Còn mình thì cô đơn lê bóng đã lâu rồi. Suốt ngày chỉ có mình với mấy con bò. Sao không thấy em nào chân bò với anh? À mà hôm trước không thấy cô bé chân bò đâu, mà thấy hai mẹ con cô gái đang hái lá giang. Mẹ cô bé nói nó còn nhỏ lắm con ơi. Cô bé nói lớn rồi hay hai chứ nhỏ gì nữa mẹ ơi. Rồi em nó liếc mắt nhìn sang, nhìn cái bao lá giang đang cột lên xe rồi lặng lẽ đi vừa. Và mình cũng vậy. Hôm nay thả bò mà thời tiết cũng khá là mát mẻ đó các bạn. Còn những hôm trời nắng thì mình vào gốc cây mình ngồi. Còn mấy con bò nó đi thì mình đi theo, chứ không nó ăn đồ của người ta. Thank you.
theo mấy con bò lên cái đôi này nó mới cả cái đôi chân luôn đó. Dưới này là những cái buồng ngủ non này các bạn. Đối với những cái con bò buồng ngủ non như thế này nó rất là thích ăn nha các bạn. Bây giờ chiều tối rồi nên phải lửa mấy con bò cho nó vừa.